Rồi, chào cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi, mấy anh em tục có ông nè cô chú ơi. Chào cả nhà ở đây. Nói đầu tiên em muốn chúc cô chú anh chị mình có ngày mới làm ăn thì thành công trong cuộc sống nha. Ở đây em có phát hiện tổ ong rồi cô chú. Tổ ong trên chỗ đang đen đó nè cô chú. Đóng kèo đứng. Đó này bị rớt tạ mà sao không thấy ong bay ra bay vô hết, em nghi chắc sợ bị khô đúng không cô chú ơi. Giờ mà cô chú anh chị cùng đồng hành với em luôn nha. Nên coi có mặt em không chứ hôm nay mưa quá mặt bị khô cô chú ơi. Bị khô quá tay. Gặp nó ruộng trống luôn nha cô chú. Trong trong tay có cái lùm. Trong trong có lùm cái cây nha cô chú. Bà thù. Cái góc lên bà thù nha cô chú. Lâu cô chú anh chị cũng thông cảm cho em nha. Dọn trống trống rồi mới leo được cô chú ơi. Bịch quá trời bịch. Dướng dây nó dướng đủ thứ trơn. Dướng cam quá cô chú ơi. Dướng cam cô chú anh chị thông cảm nha. Em ráng lên đây quay tàu ăn cho cô chú anh chị mình xem cái. Quá là bịch cô chú ơi. Bịch quá khó làm ăn. Khó leo. Phải chừng 4 thước à. Mà đường nó quá là bịch. Tổ ong em nằm trên đó đó cô chú. Mở rõ cái em lên luôn nha cô chú. Tới nó rồi. Trái em lên nha cô chú. Tổ đóng kèo lớn lắm chú. Tổ này nó mà không có bị khô một cái là nằm phải một cái nước mấy nha cô chú. Dưa cái nhanh gãy trên đầu luôn cô chú à. Rồi khó lên. Dưa cái nhanh. Gạt cái giỏ luôn. Ơi ơi. Điệt trong rồi cái. Tôi cho chú anh chị cùng xem cho nha. Cô chú. Tôi ông em là cô chú. Thôi là nhớ ra luôn cô chú ơi. Rất dễ nha cô chú. Tổ ong em đó cô chú. Bự lắm nha cô chú. Rất dễ. À, qua là dương ngắn cô chú. Lên luôn cô chú anh chị ơi. Chỗ ra luôn cô chú. Dương quá. Rất tạ. Ủa bộ mặt không cô chú ơi. Tạo thẳng cái lít nha cô chú. Cũng khô nhà nó khô cô chú ơi. Cũng còn ngon. Được. Em mang cái đậu lên đây chứ. Em review bộ mặt cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Lên luôn cô chú ơi.
rất dễ làm cơ phán thôi. Ba sĩ nha cô chú, này cắt không biết cô chú anh chị em có thấy rõ không nữa nè. Này em ngồi sát qua cô chú, này cô chú ngồi vậy nè, ngồi sát rạc lên đầu ông luôn này cô chú. Mặt nhân tướng bánh nha cô chú, như rất dễ nhưng không rất dễ là ngon ngon lắm. Hai bên luôn nha cô chú anh chị, nhưng ngồi sát rạc rồi nè, cắt cho cô chú anh chị mình khó thấy à. Cô chú anh chị mình có xài mặt rừng cứ liên hệ em qua, liên hệ em qua số điện thoại là 0353 856 965 nha cô chú. Số Zalo em luôn cô chú ơi. Cô chú anh chị có thông tin thì ủng hộ kênh của em, với lại cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ kênh nha cô chú, để mấy anh em có động lực làm những video tiếp theo của chú ơi. Hơi khô nha cô chú, mưa quá, mưa quá bị khô. Có mặt gì là quý là cô chú ơi. Không có mặt luôn, luôn là còn đau đớn gì nữa. Có mặt được cái này là quý à. Cố gắng gọt sạch thông qua luôn nha cô chú anh chị. Rất dĩ nha chú. Ủa, không rất dĩ là ngon lắm. Tầm cơ nó lớp mặt hả cô chú ơi. Nó bị rất dĩ cái này dở quá. Để em cắt nha cô chú. Cái này chắc cô chú bên kia không thấy rõ à. Quá tiếc cô chú ơi. Đang ngồi cái nhánh này nó kỳ quá. Đầu mặt cũng đứng của bự quá dài luôn mà. Nó hơi bị dở con cái là mưa quá như vậy nó bị rất dễ nha cô chú. Còn mặt em nè cô chú, quá em à, làm quá nữa, nửa lít hả cô chú ơi, chứ không nhiều. Này được, cái trường ổ tiên được nửa lít cũng ngon cô chú ơi. Cô chú anh chị mình có nhu cầu xài mặt cứ liên hệ em nha, gọi em là 0353 856 965. Cảm ơn cô chú anh chị trước rất nhiều luôn nha. Bây giờ em xuống cô chú ơi. Chỗ em ngồi nó gì nè cô chú, ngồi cạnh nó ông ngồi đó, các có ông luôn bởi kho lấy lắm cô chú. Giờ em xuống cô chú ơi. Cũng hơi khó luôn chú, cái cây thì cũng dễ leo nhưng mà cái dướng cái lùm mà nè, cây giải cây ngã tùm lum trơn, cũng khó đi, gian chút trong ba cái dây ba bọng luôn. Chúng ta cứ ra ra cả nhà cô chú. Nhưng máy của chú ơi, chú chị thông cảm nè. Rã lòng của chú ơi. Đồng lúa mênh mông luôn nha cô chú. Các cái trơn, các cái đồng này, các cái nguồn sống của chú ơi. Rồi, chục mười mấy mẫu là xong hết rồi. Đội chú kinh đó là chú chú. Làm bóp video luôn cô chú. Nó lít mặt. Đây nha cô chú. Cũng lớn lắm cô chú.
Đùm lắc này chuôn trên thằng cảm chứ nha. Không mấy đóng cung. Nhân hơi nhỏ chú, của chú ơi. Cũng hơi khó lấy. Chú to ông này này chú. Như mặt trời mưa đeo mấy ngày cỡ đó chú chưa có con thôi có mặt không có mà đưa đút lên đưa đút lên đó kia đưa đút lên kia trái lại thôi cái sĩ à chứ không được cái sĩ mật nha cái chú cái sĩ quá của chú đứt lên cái này nè đứng lên này. Này các mặt không hơi khó thấy nha cô chú hồi phút của mình ông anh mình rồi hả các cội tàn bỏ luôn lấy cục mặt thôi xả kêu bỏ đi thận gió say dữ ông gì mà non trời đọc thông cái đó mà nó nhéo cắt mẹ xuống đi lát rồi xuống rồi lọc ra gì tôi phức nha cô chú phức mình ông anh luôn rồi thầy ngồi ở đây cũng khó quay lắm cô chú ơi quá trời sấy sấy nha cô chú gió quá sấy mình cắt rồi cái mình vô mình quay thành quả cho cô chú xem nha. Ổ này khuất quay không được cô chú ơi. Mẹ nó đó rồi. Cái mới đóng cỡ kia còn mày không được xin mặt hết trời mày phải chết khô mưa khô ờ được rồi trên sâu không ông không đeo nó bị trên rồi sao rồi sao rồi bực nói sĩ nha cô chú ông mới về non ngày quá rồi em ướp vô cô chú ơi